Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Thì rất là vui mừng luôn các bạn ơi, ngày hôm nay mình đã tìm được một cái chỗ bán trùng chỉ ở gần nhà mình hết các bạn. Thì sẵn đây mình mua cho cá ăn và chia sẻ với các bạn xem cho vui ha. Rồi các bạn ơi, sau khi mình trữ trùng qua một đêm rồi đó, thì cách trữ trùng của mình cũng đơn giản thôi các bạn. Mình bỏ vào cái khay rồi mình sủi oxy thôi. Thì các bạn nhớ lưu ý một ngày mình thay nước một lần nha các bạn. Thì chút xíu mình cho ăn xong mình sẽ thay nước. Và đây là cái trùng chỉ của mình nè các bạn. Thì mình lấy nét cho các bạn xem ha. Đó, đây là cục trùng chỉ của mình đây. Rất là tươi luôn các bạn ơi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành cho cá ăn và sẽ quay lại cho các bạn xem ha. Rồi, để mình để xuống đây đi, mình nhắc một ít. Các bạn, mình nhắc một ít ha. Giờ mình sẽ đi cho cá ăn và các bạn xem ha. Rồi, đầu tiên mình sẽ cho, mình sẽ nhắc một ít trùng ha, cho bầy coi rết ăn nha các bạn. Thì rất là lâu rồi mình mới cho tụi này ăn trùng lại nè các bạn. Thì trước đây mình cho nó toàn nó ăn cám với tơ không à. Bây giờ có trùng đây mình sẽ cho nó ăn trùng ha, cho nó bổ dưỡng. Thì các bạn cũng biết là ăn trùng chỉ thì nó sẽ giúp con cá của mình, cái body con cá các bạn nó mập ha. Mới thì nó thể nó chưa quen. Rồi, tiếp tục. Cho mấy con Will này ăn nè. Mấy con Will này mà nó được thuốc trùng lên thì mình nói 1 tuần sau là mình thấy cái body của nó khác liền nè các bạn ạ. Mấy con này từ trước đến giờ luôn, từ lúc đẻ tới giờ là chưa biết mùi vị trùng chỉ là như thế nào luôn nè. Thì bữa nay cho tụi này nó ăn thử coi là nó ngon hay không ha. Rồi, tiếp tục. Thì từ ăn cám chuyển sang ăn trùng thì mình cũng sẽ cho nó làm quen thôi các bạn, không có cho ăn gọi là nhiều ha, mình cho nó làm quen thôi. Nếu mà trường hợp mình cho nó ăn nhiều quá có thể nó sẽ ăn không tiêu á các bạn ơi. Các bạn nào mới đổi từ cám sang trùng thì cũng nên cho nó làm quen thôi ha. Cá con cũng cho ăn luôn các bạn. Cá con cũng ăn trùng luôn. Có thể mới đầu nó chưa quen lắm, tại đang thức ăn nổi quen rồi đó các bạn. Cá già cũng quất luôn. Thì trùng chỉ của khu vực của mình á thì đang bán cũng giá cũng khá là cao các bạn. Nếu mà mua lẻ thì nó đâu đó khoảng 180-200 ngàn ký đó các bạn. Còn mình cũng như là quen với cái anh này á, ảnh chia cho mình có 160 ngàn ký thôi. Trùng cũng tương đối là sạch, ok, không có vấn đề gì hết. Lúc nãy mình đang quay nó bị đứng các bạn. Đây mình cho mấy con Will đang có bầu của mình ăn nè. Thì tụi này nó mới bắt đầu tập ăn trùng nên nó cũng chưa gọi là ăn sung lắm các bạn. Kiểu đang làm quen thôi nên là nó cũng từ từ ha, mình cũng cho ăn ít thôi.
Ôi con cá này nó ăn quá trời. Rồi giờ mình cho cái coi rết ăn ít nha các bạn ha. Ăn cho mau đẻ nha mấy cưng. Đúng là tụi này ăn thức ăn nổi quen rồi, giờ ăn trùng để vô nó không có để ý gì hết. Rồi thấy rồi kìa. Rồi ok, giờ mình sẽ tiếp tục qua cái mấy em này. Mấy em cá con, view con thôi. Mua tới nửa ký ăn đó các bạn. Có thể là cá của mình sẽ ăn không hết đâu. Thôi, mỗi lần mua nửa ký luôn chứ sao giờ. Ở đây cũng rất là xa. Thường mình mua 100-200 gram các bạn. Mình mua khoảng 200 gram thôi. Cá mình ăn được khoảng 4 ngày rồi. Mình mua mới nữa là ok. Còn đợt này mình mua nửa ký luôn. Này cũng hơi là khá là nhiều. Kệ đi. Mình cho cá thủy sinh của mình ăn luôn. Mấy con này mà nó ăn trùng riết thì nó sẽ rất là mập nha các bạn nha. Và đi vào một vòng nữa coi là mấy con này ăn hết chưa hay các bạn. Hết rồi. Phía dưới đèn miếng luôn. Mình chở hết cái này vô đây luôn nha các bạn. Quá dữ luôn. Chưa hay con trùng phía dưới nữa. Đó tài. Đó thì các bạn nào mà cho cá ăn trùng thì để cái chén xuống dưới nha. Nhà mình biến để quá. Mình thảy thẳng xuống dưới luôn. Nó ăn được nhiêu nó ăn. Còn dư có gì mình hút ra nha các bạn nha. Đó, bạn thấy cục trụng không? Nó xuống bạn ăn rồi đó. Rồi ok, thì còn một ít để mình sẽ cho full gold ăn nha các bạn. Đóng full gold luôn nè. Mình lấy cái cục trụng mà nó chạy ra đây nè. Ăn nguyên cục luôn nè các bạn. Cho phân gòn ăn ha. Quá chừng luôn. Phân gòn mình nuôi qua nền trắng không biết làm sao mà nắng quá lên tảo luôn nè các bạn ơi. Clip này thì mình cũng không có chia sẻ gì nhiều, mình chủ yếu là mình quay bữa nay mình đãi mấy con cá ỉa màu của mình ăn trùng chỉ thôi, sẵn quay cho các bạn xem cho đỡ buồn, chứ mình không có chia sẻ kinh nghiệm hay là gì hết đấy các bạn ha. Nhiều khi trong cái nuôi cá này á, lúc mà cho cá ăn thì nó cũng rất là thư giãn, mình nghĩ các bạn cũng sẽ rất là thích những cái khoảnh khắc mà cho cá ăn như vậy. Ôi rớt luôn rồi, chắc mình lấy thêm một miếng nữa.
nó bị chá nắng đó các bạn ơi. Nó còn lọt con cục ở phía dưới nền, không biết mình thấy sao nữa. Cái vấn đề mình nuôi nước tảo này á, thì con cá nó rất là khỏe các bạn. Tuy nhiên thì nó có một cái vấn đề mình thấy nó rất là nan giải, là thức ăn nó rớt xuống á, rồi phân cá phía dưới mình không có thấy, mình hút, nhiều khi mình hút ra cá con luôn các bạn. Nó đục quá, nhiều khi mình đưa cái ống hút rồi mình hút cá con ra luôn. Rồi nhiều khi mình ý y á, mình không hút thì lại phân rồi nó ra nó quá trời luôn, nó làm hư nước các bạn ơi. Nuôi các nước tảo các bạn phải chú ý nha. Chú ý xíu để mà nó hư nước cái là tiêu luôn đó. Ăn lẹ đi mấy cưng. Mấy con này nữa chắc mình sẽ làm cái lồng, cái thùng, cái gọi là cái máng để cho nó ăn đó các bạn. Rồi cho mấy em này ăn coi, chưa quen nữa nè. Chưa biết trùng là gì luôn. Ăn đi mấy cân, mình thả xuống cho nó ăn nha các bạn. Đó, thả con cục xuống cho nó ăn. Bên đây thì có con phình gòn. Con phình gòn này nó bầu bì nè, cũng to lắm rồi. Mình thấy con cục khá xuống ha. Ăn cho nó đẻ thêm miếng này. Rồi ok, thì cái clip này mình quay cho cá ăn trùng chỉ thôi các bạn. Nếu các bạn thấy thích video thì hãy nhấn like, đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip tiếp theo. Bye bye.